chân còn làm chân tư à lấy đặt lăng mở đặt lăng cơ nữa tổ tí còn làm cây chân à lấy lăng à ban má cả lô cái đó trong chưa ấy nè lên càng cả lô lăng ban tập phân đấy này nhận được chưa nữa ở đó nó để mấy ông nhom cứ cả lấy những chân à đây đi nghe thằng ấy hồi tí đôi chân đôi tọt đó ba dây mực nè cứ là cái lỗ mà mơn chém khổ mốc liên kia đọc tên mà lỡ mày chém bao nhiêu mày thay bao nhiêu khổ không ba khổ ti chấm đi bao nhiêu chấm mày tiếc đi ta khổ mà thôi bằng ai luôn bán thì luôn bán nhưng mà làng xây mày mau phải làm nhưng chẳng nghe hồ si dây mực nè cứ à lớn liên cũng mai nhau bên khlam nó không khlam mà cả lô cả lan nóng ăn bộ viên đá nè do cuộc khlam ư ô si chân khlam nó mới chết thôi mà đắt đắng luôn nó mà nhau dễ trở này do chín bộ viên mà một cha hỏi từ mai là lấy ô si chân tiếc thằng kia mình vô cuộc mai sớm đã phổ biến bàn sớm có lòng cả lỗ hãy có lòng mấy nâng á nè anh chị nha anh chị nha anh chị xịp nè chị nhung chị trời anh chị có thể đem bông lỗ bởi ra mưa là hai anh chị kia miền bì miền chị xịp nè chị xịp nè bà đo lấy sơn đi phèm cả lô ấy bà đo lấy sơn đi phèm cả lô ấy ôi hồ si chân lột người ta hơi em bọc bông nào nhóm tinh em ơi lôi bà luôn bán thì bán luôn bán đấy làm ai giờ đi sốt vậy nhóm chân mà nhà nhà tinh ấy tôi hồ si phải làm cái chân con tạp á nhưng mặt trăng ban lời chạm bên nắng mà tay dân hỏi thì ấp mặt trăng chăng trên cái miền trên xịt này thì hôm nay nè anh nhầm vô tập đang bị bán nè